Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Dẫu tin vai trò của ông Trump có khả năng khiến tên lửa vươn tới châu Âu. Tổng thư ký NATO khẩn cấp gặp ông Trump, loạt drone lạ tấn công căn cứ Mỹ. Nhà máy nhiệt điện Khurakhov của Ukraine bị Nga dội bom FAB-1500. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong cuộc phỏng vấn với đài RT, Stanislav Karapinik, cựu sĩ quan lục quân Mỹ, đã thảo luận về cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo phi hạt nhân siêu vật âm tầm trung Oresnik của Nga vào một cơ sở tên lửa và quốc phòng ở thành phố Dnipro, Ukraine. Ông Karapinik nói, trước hết động thái này gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ tới Mỹ. Chính ông Donald Trump đã rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, một loại tên lửa có thể vươn tới châu Âu. Điều thú vị nằm ở chỗ, châu Âu không phản đối gì chuyện này. Theo ông Karabinik, vào thời điểm đó, Mỹ đã phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung của riêng mình và quyết định rút khỏi hiệp ước với lý do Nga đang xây dựng loại vũ khí này. Ông nhấn mạnh, Nga đã thay đổi quan điểm và phát triển một loại tên lửa tương đối nhanh chóng, không phải loại nào khác mà chính là tên lửa siêu thanh có thể di chuyển với tốc độ 3 km một giây, mắt người không thể bắt kịp tốc độ này. Các khả năng kỹ thuật chính xác của tên lửa mới này vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, ông Karapinik ước tính Oreshnik có tầm bắn ít nhất 3.000 km và có thể mang nhiều đầu đạn hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập. MIRV. Ông Karapivnik cho rằng đây là lần đầu tiên chứng minh khả năng của loại tên lửa này. Hai năm trước, Mỹ và phương Tây thậm chí còn không tin Nga có tên lửa siêu thanh. Điều này cho thấy họ không hiểu biết gì về nền kinh tế và khả năng quân sự của Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc tấn công bằng tên lửa Oresnik và thành phố Dnipro đã thử nghiệm một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Nga trong điều kiện chiến đấu. Ông Putin nói tên lửa đã được triển khai trong cấu hình siêu âm phi hạt nhân và cuộc thử nghiệm đã thành công khi tên lửa trúng mục tiêu. Ông Putin cho biết, không có phương tiện nào có thể đối phó với loại vũ khí này, Oresnik cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Một chuyên gia gọi đây là kiệt tác của công nghệ chế tạo tên lửa quân sự nhiên liệu rắn hiện đại của Nga. Ông Dmitry Konet, tổng biên tập trang web Military Russia nói, chúng ta đã chứng kiến lần đầu tiên trong lịch sử Nga sử dụng tên lửa tầm trung trong chiến đấu. Tướng Kirillo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, cho biết, cơ quan của mình chỉ biết về hai nguyên mẫu của tên lửa này, mặc dù có thể có thêm một số và vũ khí này chưa được sản xuất hàng loạt. Chuyên gia vũ khí Pavel Potvik, giám đốc dự án lực lượng hạt nhân Nga nói, với tầm bắn của mình, Oresnik có thể đe dọa hầu hết toàn bộ châu Âu nhưng không đe dọa được Mỹ. Chuyên gia quân sự Vladislav Surigin cho biết, tên lửa Oresnik có khả năng vượt qua bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại nào đang có. Ông cũng nói rằng tên lửa này có thể phá hủy các hầm ngầm được bảo vệ tốt ở độ sâu lớn mà không cần sử dụng đầu đạn hạt nhân chiến thuật, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy các cơ sở ngầm đã bị phá hủy tại nhà máy Dnipro. Justin Crump, giám đốc điều hành và người sáng lập công ty tư vấn rủi ro Sibelai, cho biết với BBC Verify rằng tên lửa này có khả năng gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống phòng không của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố rằng Nga sẽ tiếp tục thử nghiệm hệ thống mới này. Việc sản xuất hàng loạt là điều cần thiết. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bay đến Florida để gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Theo tờ The Telegraph, ông Rutte di chuyển bằng máy bay của chính phủ Hà Lan. Tờ Brussels Times cho biết, NATO không có máy bay riêng cho các quan chức cấp cao nên liên minh thường thuê máy bay từ các quốc gia thành viên. Tại châu Âu, ông Mark Rutte thỉnh thoảng bay trên máy bay quân sự của Bỉ. Các trang web theo dõi chuyến bay trực tuyến cho thấy máy bay của chính phủ Hà Lan đã hạ cánh tại Florida vào sáng ngày 22 tháng 11. Nhà báo người Hà Lan Menno Squad cũng đưa tin về việc phát hiện một chiếc máy bay của chính phủ Hà Lan ở Florida, gần khu nghỉ mát Alago của ông Donald Trump. Một số nguồn tin xác nhận, ông Rutter dùng máy bay của chính phủ Hà Lan để tới thăm ông Trump và NATO chi trả chi phí. Ở một diễn biến khác, hàng loạt thiết bị bay không người lái drone chưa rõ nguồn gốc đã tiếp cận bay trường căn cứ không quân Lakehead, nơi đồn trú của toàn bộ phi đội F-35A và F-15E Mỹ tại châu Âu. Ở miền đông nước Anh hồi giữa tuần, những thông tin chỉ được giới chức Mỹ tiết lộ vào ngày 22 tháng 11. Phát ngôn viên lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi, Yusef Africa cho biết các đơn vị đã liên tục giám sát nhóm drone. Số lượng của chúng thay đổi theo thời gian, kích thước và cấu hình cũng khác nhau. Giới chỉ huy nhận định những vụ xâm nhập không ảnh hưởng tới lực lượng đồn trú và hạ tầng quan trọng tại căn cứ. Quan chức Yusef Ufafriker không bình luận về thông tin chiến đấu cơ hạng nặng F-15E được điều động truy đuổi nhóm drone lạ và hoạt động bay tại căn cứ Lakehead đã bị ảnh hưởng bởi loạt vụ xâm nhập. Người này nói thêm, chúng tôi sẽ không thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ lực lượng. Các đơn vị đồn trú vẫn giám sát khu vực bên trên căn cứ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và các đối tác để đảm bảo an toàn cho nhân sự, cơ sở và khí tài. Nằm cách thành phố London hơn 110 km về phía đông bắc, căn cứ không quân Hoàng gia Anh Lakehead là trụ sở lớn nhất của không quân Mỹ ở Anh với 4.700 quân nhân. Đây cũng là căn cứ duy nhất của Không quân Mỹ ở châu Âu vận hành các tiêm kích F-35A và F-15E. Nhà trắng cho biết nhóm làm việc của Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn chưa ký các văn bản cần thiết để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực với Nhà trắng và cơ quan dịch vụ công GSA. Theo thư ký báo chí Nhà trắng, bà Karine jean cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump để giới thiệu rõ ràng về quá trình chuyển giao quyền lực, cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm đảm bảo quá trình này diễn ra hòa bình, minh bạch và hiệu quả. Bà Jean nói thêm, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump để đảm bảo có quá trình chuyển giao hiệu quả. Chúng tôi muốn điều này diễn ra suôn sẻ, đó là những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được. Hiện chưa rõ tại sao các văn kiện này chưa được ký, nhóm chuyển giao của ông Donald Trump chưa bình luận về thông tin. Brian Hughes, người phát ngôn ban chuyển giao quyền lực của ông Trump hồi đầu tháng cho biết, các luật sư của nhóm đang tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng với quan chức chính quyền sắp mãn nhiệm. Đồng thời hứa sẽ thông báo khi quyết định được đưa ra. Nhà trắng và cơ quan dịch vụ công GSA là cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ, hỗ trợ hoạt động của các cơ quan liên bang, có nhiệm vụ ký duyệt thủ tục giấy tờ chính thức sau khi có tổng thống đắc cử để chuyển hàng triệu đô la Mỹ, trao quyền tiếp cận cho các quan chức chính phủ, chuyển giao các văn phòng và thiết bị cho nhóm chiến thắng. Các thỏa thuận chuyển giao quyền lực cung cấp cho đội ngũ của tổng thống đắc cử không gian làm việc, thiết bị điện tử, đồ dùng văn phòng, đội xe, dịch vụ quản lý thư từ và thanh toán tiền bồi thường cùng những chi phí khác không ký các tài liệu chuyển giao đồng nghĩa rằng chính phủ đương nhiệm không thể cung cấp thông tin an ninh và những nội dung quan trọng khác cho chính quyền mới. Kể từ khi đắc cử, ông Donald Trump hầu như chỉ ở dinh thự Malago tại bang Florida, đưa ra quyết định về nhân sự nội các và thông báo trên mạng xã hội. Khi điện đàm với các lãnh đạo trên thế giới, ông Trump dùng điện thoại riêng, không sử dụng kênh bảo mật hay phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Mỹ. Các cố vấn và người thân cận của ông Donald Trump đã thừa nhận đây là quá trình tiếp quản quyền lực thù địch nhằm tránh phụ thuộc vào những quy trình và cơ quan mà ông cho là cũ kỹ, cồng kềnh và bị chính trị hóa. Từ nhiều tháng trước, ông Donald Trump đã lên kế hoạch để sa thải giám đốc FBI Christopher Ray nếu ông tái đắc cử. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, ông gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra một nhân vật phù hợp, người vừa có thể thực hiện chương trình nghị sự của ông, vừa có thể dễ dàng qua ải thượng viện. Thách thức ngày càng gia tăng sau khi ứng cử viên ban đầu của ông Donald Trump cho vị trí bộ trưởng Bộ Tư pháp, Matt Gaetz phải đối mặt với nguy cơ sẽ không được thượng viện phê chuẩn. Ông Gates gây nhiều tranh cãi vì từng bị điều tra những nghi vấn liên quan đến môi giới mại dâm và cản trở pháp luật. Ngày 21 tháng 11, ông Gates đã xin rút khỏi vị trí ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ và Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn Tổng trưởng lý Florida, Pam Bondi, làm người thay thế chỉ vài giờ sau đó. Hiện ông Trump đã cân nhắc một lựa chọn tiềm năng, bổ nhiệm ông Mike Roger, cựu đặc vụ FBI và cựu nghị sĩ bang Michigan, người vừa thua xít xa trong cuộc đua vào Thượng viện làm giám đốc FBI, trong khi đưa Patel, một người trung thành với phong trào MAGA, làm phó giám đốc. Kế hoạch này có thể làm hài lòng các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện, vốn lo ngại về kế hoạch cải tổ FBI của ông Trump, vừa có thể xoa dịu phong trào MAGA, vốn đang thất vọng về việc không có nhiều đồng minh của họ được đưa vào các vị trí hàng đầu. Nhà phân tích Andrew McCabe, cựu phó giám đốc FBI trong chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên cho rằng, Mike Roger sẽ là lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho vị trí lãnh đạo cơ quan này Ông Rogers là người hiểu biết sâu về cộng đồng tình báo và có nhiều kinh nghiệm làm việc tại FBI. Tuy nhiên, ông McCabe lại không đánh giá tích cực với các Patel. Trong chương trình The Source của CNN, ông McCabe cho rằng các nhiệm vụ của FBI sẽ không còn an toàn khi các Patel ở bất kỳ vị trí lãnh đạo nào trong cơ quan này, đặc biệt là vị trí phó giám đốc. Theo CNN, ông Trump ban đầu xem xét đề xuất từ các đồng minh cánh hữu về việc bổ nhiệm ông Patel vào vị trí cao nhất trong FBI, nhưng lựa chọn như vậy có thể vấp phải sự phản đối từ các đảng viên đảng Cộng Hòa đặc biệt là tại Thượng viện. Do đó, Tổng thống đã cử cân nhắc đưa ông Patel vào vị trí phó giám đốc FBI. Các nguồn tin cho hay, ông Patel trước đó đã vận động hành lang để trở thành giám đốc FBI, nơi ông sẽ có vị thế tốt để điều tra những đối thủ chính trị của ông Donald Trump và giải mật thông tin nhạy cảm liên quan đến can thiệp bầu cử. Từ lâu, ông Patel đã bày tỏ ý định thanh trừng những kẻ âm mưu trong chính phủ liên bang và giới truyền thông. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 Với sự trở lại của ông Donald Trump, dự kiến sẽ tác động đến hai cuộc xung đột lớn của Israel và Ukraine. Từ trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, ông Trump cũng đã bày tỏ rõ quan điểm với hai cuộc xung đột này. Tại Israel, giới lãnh đạo cánh hữu của đất nước này rất phấn khích trước sự trở lại của ông Donald Trump. Tuy nhiên, hiện nay một số người vẫn lo ngại rằng chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden sẽ gia tăng áp lực trong những ngày cuối cùng tại nhiệm. Thành công của ông Trump đã lan tỏa khắp thế giới Ả Rập, trong khi phần lớn đồng minh của Mỹ tại khu vực này cảm thấy rất hài lòng với kết quả này thì một số nhà quan sát lo ngại sự trở lại của ông Trump có thể khiến Israel tiếp tục gia tăng xung đột vốn đã lan rộng. Chính quyền ông Biden đã triển khai nhiều nỗ lực giải quyết xung đột ở Trung Đông, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas, cũng như một thỏa thuận đảm bảo việc trao trả con tin. Trong khi đó, ông Trump cũng kêu gọi chấm dứt xung đột ở Gaza. Dù vậy, Tổng thống đắc cử Mỹ vẫn chưa chia sẻ kế hoạch cụ thể mà ông có thể giúp đẩy nhanh điều đó như thế nào. Ông cũng đã nói trong chiến dịch rằng ông sẽ ủng hộ những gì ông mô tả là quyền danh chiến thắng trong cuộc chiến chống khủng bố của Israel. Thủ tướng Netanyahu có thể tìm cách chấm dứt cuộc tấn công của Israel ở Gaza vào đầu nhiệm kỳ của ông Trump. Điều đó sẽ mang lại cho Đảng Cộng Hòa một chiến thắng ngoại giao nhanh chóng. Một quan chức Israel cho biết, không ai ở Israel muốn bà Kamala Harris lên nắm quyền, không ai tin tưởng bà ấy ở đây. Ông Fawad Gerset, giáo sư quan hệ quốc tế tại hệ trường kinh tế London, cho biết Thủ tướng Netanyahu là một trong những đồng minh thân thiết của ông Trump. Theo đó, chiến thắng của ông Trump sẽ có lợi hơn đối với Thủ tướng Israel. Giáo sư Gorges lo ngại dưới thầy ông Trump, Washington vốn đã là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Israel, sẽ trao cho ông Netanyahu bất cứ thứ gì ông ấy muốn, bao gồm tấm thẻ tiếp tục cuộc xung đột ở Gaza và Liban, cũng như Iran. Bất chấp những lo ngại đó, ông Gorges cũng cho biết, nhìn chung ở thế giới Ả Rập, ai giành chiến thắng ở Nhà Trắng không quan trọng vì chính sách đối ngoại của Mỹ về mặt lịch sử gắn chặt với Israel. Về vấn đề Ukraine, ông Trump cho biết ông có thể giải quyết cuộc xung đột này trước khi nhậm chức. Nhiều người cho rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ kiến tạo sẽ bao gồm những yêu cầu nhượng bộ mà kỳ ép từ lâu công bố không chấp nhận được. Bài tỏ quan điểm về xung đột, ông Trump công khai ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới là người sai khi bắt đầu cuộc xung đột. Đồng thời ông Trump cho biết ông sẽ từ chối viện trợ thêm cho Kiev. Theo ông Maxim Kotesky, người đứng đầu trung tâm hoạch định chính sách, một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Kiev, chiến lược của ông Trump có thể là ông sẽ tìm cách xoa dịu Nga. Ông nói, tôi sợ rằng điều đó sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến xã hội Ukraine và nhấn mạnh rằng việc tiến hành các cuộc đàm phán khi Nga đang tấn công Ukraine là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, ông Zelensky công khai hoan nghênh chiến thắng của Trump nói rằng ông mong đợi kỷ nguyên của Mỹ hùng mạnh dưới sự lãnh đạo quyết đoán của Tổng thống Trump. Các quan chức Nga cho biết Moscow đang mong đợi những thay đổi của Mỹ dưới thời ông Donald Trump. Tuy nhiên, nếu Ukraine thua trong cuộc xung đột này, câu hỏi đặt ra có thể là liệu ông Trump có tôn trọng lời hứa cốt lõi của NATO rằng nếu một thành viên bị tấn công, các thành viên khác dự kiến sẽ hỗ trợ NATO không? Trong những kỳ đầu tiên của mình, ông Trump gợi ý rằng ông sẽ không làm như vậy và điều này sẽ làm suy yếu toàn bộ mục đích của Liên minh. Moscow mới đây cho rằng vụ Nga tấn công Dnipro bằng một loại tên lửa đạn đạo siêu vật âm Oresnik mới được phát triển nhằm gửi thông điệp đến phương Tây rằng Liên bang Nga sẽ phản ứng trước những quyết định và hành động liều lĩnh của họ trong việc ủng hộ Ukraine. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov cho biết vụ việc trên đã khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rơi vào trạng thái bất an. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brest, Belarus, Ngoại trưởng Liên bang Nga nói rằng Tổng thống Ukraine trực tiếp cáo buộc các đồng minh phương Tây đã bỏ mặc ông ta đối mặt với những hành động như vậy của Liên bang Nga. Đồng thời gọi phản ứng này là một kết quả có giá trị tiềm năng. Ông Lavrov nhấn mạnh là nếu không có sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào xung đột ở Ukraine, thì sẽ không có một tên lửa nào được phóng. Ngoại trưởng Liên bang Nga cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Liên bang Nga và điều này sẽ để lại di sản tồi tệ nhất có thể cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng thông điệp chính là những quyết định và hành động liều lĩnh của các nước phương Tây trong sản xuất tên lửa, cung cấp chúng cho Ukraine và sau đó tham gia vào các cuộc tấn công trên lãnh thổ Liên bang Nga, không thể không nhận được phản ứng từ phía Liên bang Nga. Ông Peskov nhấn mạnh, phía Liên bang Nga đã thể hiện rõ ràng khả năng của mình và đã phát thảo một cách khá rõ ràng các phương án trả đũa tiếp theo trong trường hợp những mối quan ngại không được xem xét, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow không có nghĩa vụ phải cảnh báo Mỹ về vụ tấn công. Trong khi đó, một câu hỏi được giới quan sát quan tâm là tại sao thông tin Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa Atak-MS đánh sang Nga lại xuất hiện vào thời điểm này và liệu ông Donald Trump có đảo ngược khi về lại Nhà Trắng. Ông Anatoly Even, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Quincy của Mỹ, chỉ ra ba nguyên nhân lý giải động thái được cho là của chính quyền Mỹ liên quan vũ khí tầm xa. Thứ nhất, chính quyền Tổng thống Biden muốn tác động đến lời cam kết chấm dứt xung đột trong 24 giờ mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra lúc vận động tranh cử. Thứ hai, chính quyền Tổng thống Biden đang tìm cách củng cố ảnh hưởng của Ukraine trước các cuộc đàm phán trong tương lai. Thứ ba là nhu cầu thay đổi để ứng phó với diễn biến thực tế trên tiền tuyến. Ngay sau khi thông tin xuất hiện, những người ủng hộ ông Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gây gắt. Họ mô tả sự thay đổi này như một nỗ lực nhằm gia tăng xung đột khi ông Trump chuẩn bị nhậm chức. Theo chuyên gia Aaron David Mueller, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Kennedy Endowment for International Peace của Mỹ, nếu suy xét kỹ thì có thể thấy việc chính quyền ông Biden được cho là đã cấp phép cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công đất Nga sau cuộc bầu cử Mỹ có hai mục đích. Ngoài việc củng cố vị thế Ukraine trước các cuộc đàm phán trong tương lai, quyết định này có thể tăng cả áp lực lẫn vị thế chính trị của ông Trump trong Đảng Cộng hòa. Theo ông Miller, vẫn có một số lượng lớn đảng viên Đảng Cộng hòa tin rằng việc bảo vệ Ukraine có liên quan lợi ích quốc gia của Mỹ. Do đó ông Miller cho rằng ông Donald Trump có thể sẽ không hủy bỏ quyết định được cho đã được ông Biden đưa ra về tên lửa ATACMS. Theo đài Reuters, vừa qua Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xác nhận quyết định bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa đạn đạo Oretnik mới trong cuộc họp tại Điện Kremlin với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và đại diện ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ông Putin cũng khẳng định loại vũ khí siêu thanh này là một trong những tiến bộ quân sự mới nhất của Nga, không phải là phiên bản hiện đại hóa của vũ khí liên xô cũ. Tổng thống Nga cho biết Oretnik được phát triển dựa trên công nghệ siêu thanh tiên tiến và vật liệu hiện đại, thực hiện trong điều kiện của nước Nga mới. Ông nói thêm rằng hệ thống này được tạo ra để đáp ứng nhu cầu quốc phòng đương đại ông putin nói sau khi thông tin rằng một số hệ thống oretnik đang được chế tạo bạn có thể cho rằng quyết định sản xuất đã được đưa ra trên thực tế nó đã được tiến hành ông putin nhấn mạnh việc lần đầu tiên sử dụng tên lửa oretnik là một cuộc thử nghiệm thành công và cho biết chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm này bao gồm cả trong điều kiện chiến đấu tùy thuộc vào tình hình và bản chất của các mối quan hệ đe dọa an ninh được tạo ra đối với nga hơn nữa chúng tôi có một kho vũ khí như vậy sẵn sàng để sử dụng Nga dự định sẽ chuyển nhiều hệ thống tên lửa Oretnik hơn cho lực lượng tên lửa chiến lược Nga trong những tháng tới. Tên lửa bóng ma Oretnik được mô tả là vũ khí siêu thanh tầm trung, được thiết kế cho các cuộc tấn công có độ chính xác cao. Ông Putin nói, Oretnik là một trong những hệ thống tên lửa tầm trung mới nhất của Nga, có thể lao đến mục tiêu với tốc độ tối đa Mach 10, tương đương 10.800 km h Ngược lại, phía Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng cho biết Ukraine đang tìm kiếm các hệ thống phòng không hiện đại từ đồng minh để ứng phó. Ông nói, không thể phớt lờ mối đe dọa tên lửa của Nga, dù chúng là gì đi nữa, đặc biệt khi quân đội Ukraine đang ở thế yếu. Hiện nay, Moscow cho rằng, để giải quyết sâu đột ở Ukraine, tất cả các chìa khóa đều có sẵn ở Washington, nhưng nước Nga chỉ trông cậy vào chính mình. Theo đó, khi trả lời phóng viên với kênh truyền hình Al Arabia, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump có thể đạt được giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng Nga chỉ trông cậy vào chính mình và tự tin vào chiến thắng. Ông Medvedev nói, Chúng tôi xét từ thực tế rằng Tổng thống đắc cử Trump là một người thực dụng. Ông Trump đã công khai tuyên bố rằng ông ấy sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột này càng sớm càng tốt và ông ấy có thể làm được điều này vì tất cả các chìa khóa đều có sẵn ở Washington. Đồng thời, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh, Moscow không đặt hy vọng của ông Trump vào bất kỳ ai khác, Nước Nga chỉ dựa vào sức mạnh của chính mình, cả về khả năng phòng thủ, về kết quả của cuộc xung đột và chiến thắng chắc chắn của chúng tôi trong cuộc xung đột này, cũng như về việc xây dựng quan hệ với các nước khác. Các trang Voeronika.ru và Ura.news của Nga cho biết, không quân nước này đã sử dụng bom lượn FAB-1500 tấn công vào khuôn viên nhà máy nhiệt điện Kurakhov nằm ở tỉnh Donetsk, Ukraine. Vị trí của nhà máy này nằm cách thành phố Kurakhov khoảng 2 km về phía tây. Theo Ura.News, nhà máy điện Kurakhov đã được quân đội Ukraine sử dụng như một vị trí phòng thủ kiên cố. Do vậy, đòn tấn công chính xác của không quân Nga đã khiến một công trình lớn trong khuôn viên nhà máy bị phá hủy. Cho tới nay, quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin và video được các trang tin Nga đăng tải. Thời gian qua, Quân đội Nga đã đạt được lợi thế trên chiến trường bằng cách biến một loại vũ khí cơ bản có từ thời Liên Xô thành quả bom bay có thể tạo ra miệng núi lửa rộng 15 m. Đó là bom FAB-1500 M54, một trong những loại bom lượn nặng nhất thế giới và chứa được số lượng lớn chất nổ mạnh. Với trọng lượng 1,5 tấn, quả bom này có khả năng san phẳng một tòa nhà 20 tầng. Các báo cáo chỉ ra rằng loại vũ khí đã được quân đội Nga triển khai như một phần của hoạt động quân sự ở Ukraine. Ngoài ra, điểm khác biệt của FAB-1500 chính là bộ công cụ gồm cánh lượn có thể gấp gọn, hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh kết hợp chỉ thị laser có tên gọi UMPK. Ở biến thể mới nhất, bộ công cụ này còn được trang bị động cơ phản lực giúp tăng tầm hoạt động của bom. Nhờ hệ thống thiết bị nói trên, một quả bom thông thường có thể biến thành vũ khí chính xác cao với xe số lệch mục tiêu chỉ khoảng vài mét. Ngoài ra, chi phí sản xuất rẻ cũng khiến việc phổ biến loại vũ khí này trở nên dễ dàng. Trước những thay đổi trong chiến thuật tác chiến, quân đội nga bắt đầu sử dụng ngày càng nhiều bom trên không để phá hủy các căn cứ quân sự kiên cố của đối phương. Nó được các máy bay chiến đấu phóng từ trên cao từ khoảng cách khoảng 60 đến 70 km, ngoài tầm bắn của nhiều lực lượng phòng không ukraine. FAB 1500 là một ví dụ khác về cách nga tiến hành cuộc xung đột ở ukraine, gây ra sự tàn phá lớn trên khắp các lãnh thổ. Những video gần đây về chiến tuyến ở khu vực donetsk đã minh họa sức mạnh to lớn của những quả bom này khi chúng tấn công các nhà máy nhiệt điện, nhà máy sản xuất và các tòa tháp những nơi mà binh sĩ Ukraine phối hợp phòng thủ. Chỉ huy nhóm thiết giáp có biệt hiệu Sansa của nhóm pháo binh Liên Hợp Fred nói với RIA Novosti, lực lượng vũ trang Ukraine đã cử một đơn vị UAV đặc biệt tới khu vực Kursk để loại bỏ các nhóm lực lượng đặc biệt Akhmat. Viên chỉ huy cho biết, nửa tháng trước, một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ khác đã được cử đến đây được giao nhiệm vụ loại bỏ và bằng mọi cách có thể làm phức tạp công việc của lực lượng đặc biệt Akhmat, đặc biệt là nhóm thiết giáp và pháo binh. Ông làm rõ rằng đơn vị này hoạt động song song ở khu vực Kursk với tiểu đoàn UAV Bird of Magian, nhưng để chính xác để can thiệp vào công việc của lực lượng đặc biệt Akhmat. Trước đó, Akhmat đưa tin tiểu đoàn UAV tình nhuệ Bird of Magian của Ukraine đã được chuyển đến khu vực Kursk. Roya Novosti còn dẫn lời chỉ huy tổ pháo lái tự hành Akatia với ký hiệu SAMI cho biết, các đội pháo tự hành của nhóm chỉ huy với ký hiệu PRESS của lực lượng đặc biệt Akhmat tăng cường tấn công các nhóm của lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng ngăn chặn đà tấn công của các nhóm tấn công Nga theo hướng Sudha, khu vực Kursk. Lực lượng Akhmat được cho là có tới 4.000 thành viên. Một số nguồn tin cho rằng hơn 13.000 tình nguyện viên từ các khu vực khác nhau của Nga đã gia nhập đơn vị này. Họ đã trải qua khóa huấn luyện chiến thuật và hòa lực tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ở thành phố Kudemets của Cộng hòa Chechnya. Chiến dịch đột kích vào tỉnh Kursk của Nga là một canh bạc đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thành công của chiến dịch này không chỉ phụ thuộc vào vận mệnh chính trị của ông mà còn phụ thuộc vào nguồn lực của cả Ukraine. Trước đó, Ukraine cũng đã dồn toàn lực tấn công vùng Kursk. Ukraine có hai trung đoàn tốt nhất hoạt động ở Kursk là lữ đoàn tấn công đường không số 95 và 80. Hai trung đoàn này được trang bị những thiết bị hiện đại nhất, bao gồm xe tăng Leopard của Đức và xe tăng Abrams của Mỹ. Việc triển khai các trung đoàn tình nhuệ nhất đến Kursk đã vấp phải sự chỉ trích của các giới chức quân sự Ukraine. Cụ thể, tướng Ukraine Dmitry Machenko đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không hiểu tại sao Kiev lại triển khai các lữ đoàn tốt nhất đến Kursk, trước khi hệ thống phòng thủ của Ukraine đang sụp đổ. Tướng Ukraine Dmitry Machenko nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10 rằng có lẽ các nhà lãnh đạo của chúng tôi có một kế hoạch bí mật. Nếu không, tôi không hiểu tại sao các lữ đoàn tốt nhất của chúng tôi lại ở Kursk trong khi hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở Ukraine đang sụp đổ. Theo các nguồn tin của Ukraine, một cuộc tấn công quy mô lớn hiện đã được tiến hành bằng UAV Geranium của Nga vào các cơ sở quân sự ở khu vực Odessa và Nikolaev. Các nhân chứng tại khu vực Odessa đã báo cáo một loạt vụ nổ, có lẽ là do các cuộc tấn công bằng UAV gây ra và thiệt hại đáng kể mà lực lượng Kiev phải hứng chịu trong cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Vào lúc nửa đêm, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh trả mạnh mẽ, chống lại cuộc tập kích bằng UAV cảm tử quy mô lớn của Nga, biến bầu trời Odessa thành chiến trường trên không ác liệt. Các cảnh quay cho thấy các loạt đạn vạch đường bay vút lên không trong đêm, gợi lên cảnh tượng giống như một trận chiến trong phim khoa viễn tưởng, nhằm vô hiệu hóa những chiếc UAV cảm tử mang đầy thuốc nổ của Nga đang lao vào các mục tiêu trong thành phố. Trong khi đó, các nguồn tin Nga, bao gồm cả kênh Riba xác nhận rằng Moscow đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử trên diện rộng và hàng loạt mục tiêu của Ukraine. Ngoài UAV Gheran 2, các nguồn tin Ukraine khẳng định rằng có cả các loại UAV không xác định cũng tham gia vụ tấn công. Gheran 2 là một loại vũ khí bay lượn của Nga, UAV Kamikaze, được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu trên mặt đất. Loại UAV này được thiết kế để bay tự động và tấn công mục tiêu, phát nổ khi va chạm, giúp phá hủy hiệu quả các thiết bị, công sự và nhân lực của đối phương. Gheran 2 có chi phí thấp, cho phép sử dụng hàng loạt để tạo ra sự can thiệp đáng kể trên chiến trường và cản trở hoạt động của các hệ thống phòng không. Các cuộc tấn công của Nga không chỉ phá hủy số vũ khí, trang bị của phương Tây viện trợ mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Những tuyên bố của Nga nhấn mạnh, việc họ tập kích các căn cứ hậu cần có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phá hủy chuỗi cung ứng thời chiến của Ukraina, làm tê liệt một số hoạt động ở tiền tuyến. Trong số những tổn thất đáng chú ý, các nguồn tin của Nga đã trích dẫn việc phá hủy một trận địa pháo phòng không tự hành Gepard do Đức cung cấp, được bố trí để bảo vệ cảng. Mặc dù có hiệu quả chống lại các mục tiêu bay thấp, nhưng Gepard được cho là bất lực với số lượng đông đảo UAV tham gia tấn công cùng lúc. Gepard là loại pháo phòng không tự hành tầm thấp, hoạt động theo nguyên lý bắn nhanh, có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu bay thấp như UAV, máy bay có cánh hoặc tên lửa hành trình. Theo các binh sĩ Ukraine, Gepard là phương tiện vô cùng hữu hiệu trong việc đối phó với UAV Nga. Vấn đề lớn nhất của loại vũ khí này là đạn dược hạn chế, do Thụy Sĩ, quốc gia duy nhất còn sản xuất đạn cho Gepard, muốn giữ vị thế trung lập trong cuộc xung đột. Tuy vậy vào đầu năm 2023, tập đoàn Rheinmetall đã rời nhà máy ở Thụy Sĩ về Đức, cam kết sẽ viện trợ đủ đạn dược cho các hệ thống Gepard đang vận hành ở Ukraine. Gepard được chế tạo theo khung gầm của xe tăng Leopard 1. Pháo tự hành của Đức được trang bị hai khẩu pháo GDF 35mm với 680 viên đạn cho cả hai khẩu. Tổ hợp này được trang bị hai radar, một radar tìm kiếm chung ở phía sau tháp pháo và một radar theo dõi. Tốc độ di chuyển tối đa đạt 65 km/h, tầm hoạt động 550 km. Thành phố Kurakhov được cho là điểm nóng nhất trên mặt trận miền Đông Thời gian gần đây, Nga đã tăng cường tấn công thành phố này từ nhiều phía nhằm tạo thế vạc dầu để bảo vệ binh sĩ Ukraine đang cố thủ bên trong. Theo dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, có thời điểm nơi đây xảy ra gần 40 cuộc giao tranh chỉ trong một ngày. Nga đang thực hiện một kế hoạch quy mô lớn để bảo vệ lực lượng Ukraine từ phía hai bên sườn, đồng thời đẩy mạnh tấn công vị trí của Kiev từ phía Bắc, phía Nam và phía Đông. Ukraine cho rằng Nga muốn san phẳng chiến tuyến giữa Sonsovka và Sanstak để ngăn cản lực lượng Kiev tiếp tục bảo vệ phía Tây Donbass, cũng như chặn các tuyến đường tiếp tế của đối phương. Tọa lạc ở trung tâm của vùng Donetsk, Kurakhov đã trở thành một trung tâm liên lạc quan trọng. Thành phố này nằm gần các tuyến đường bộ và đường sắt chính kết nối với các khu vực khác nhau của Donbass. Nếu giành quyền kiểm soát thành phố, Nga sẽ dễ dàng tiếp cận các khu vực khác và tăng cường khả năng tấn công của họ. Đại diện chính quyền quân sự Donetsk do Ukraine bổ nhiệm cho biết, Nga đã cho nổ tung con đập trên hồ chứa Kurakhov để làm ngập khu vực và cản trở các phương tiện quân sự hạng nặng của ukraine di chuyển để đối phó với các cuộc tấn công ukraine đã triển khai máy bay không người lái đến địa điểm này bất chấp sự nỗ lực ngăn cản của kiev nga vẫn cố gắng tiến công và xâm nhập kurakhov một số chuyên gia dự đoán quân đội ukraine có thể bị buộc phải rút lui nhanh chóng khỏi các vị trí ở kurakhov để tránh bị mắc kẹt trong vạc dầu làng kostian được cho là lối thoát duy nhất cho binh sĩ ukraine chuyên gia quân sự selev cho rằng Quân đội Ukraine có thể sớm và thực hiện hành động phòng thủ để đảm bảo lực lượng chính của họ rút lui một cách an toàn khỏi khốp Ông Selidov nói: "Ukraine hầu như không có lựa chọn nào ngoài việc rút khỏi khốp Nếu chúng ta cân nhắc tầm quan trọng của việc bảo vệ tính mạng binh sĩ so với việc giữ lãnh thổ, thì sự an toàn của binh sĩ phải là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta càng chờ đợi, tình hình càng trở nên phức tạp." Chuyên gia này dự đoán tình hình xung quanh khu vực Curaçao có thể sớm bị bao phủ trong sương mù chiến tranh, giống như Vuleta và Selidov ngay cả việc triển khai quân tiếp viện đáng kể đến khu vực này cũng khó có thể thay đổi tình hình. Ngoài Kurakhov, Ukraine cũng nhận tiền xấu tại một vị trí chiến đấu quan trọng nhất ở khu vực Donetsk. Thời gian gần đây, Nga đã di chuyển 3,2 km về phía trung tâm thành phố Torres. Theo nhà phân tích người Đức Julian Rocke, Nga đã nhiều khả năng đã kiểm soát khoảng 70% diện tích thành phố này. Nếu chiếm được toàn bộ Torres, Nga có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công vào các vùng phía Tây và phía Bắc Donetsk, tiến tới giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Nga đã triển khai tiểu đoàn Spetsnaz số 56 và tiểu đoàn Sparta hoạt động gần Toresk. Ngoài ra, Nga cũng đã tiến hành các hoạt động tấn công ở các khu vực Teni, Toske, Serebikan và phía nam Kremina. Phóng viên Stuart Ramsey của Sky News nhận định, nếu không có sự hỗ trợ liên tục của Mỹ, Ukraine khó có thể duy trì sự kháng cự trước những cuộc tấn công quy mô lớn của Nga. Ông Ramsey lưu ý, Nga chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn còn quân đội Ukraine đang gặp phải những vấn đề khá nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ bị cắt giảm viện trợ sau cuộc bầu cử Mỹ. Từ đây cho tới ngày 20 tháng 1 năm 2025, thời điểm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng, cuộc khủng hoảng ở Ukraine dự kiến sẽ có nhiều diễn biến khó lường. Trong thông điệp đọc trước Quốc hội Ukraine nhân kỷ niệm 1.000 ngày cuộc chiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tìm cách hiệu triệu dân chúng. Ông Zelensky nêu Người dân Ukraine đã chịu đựng 1.000 ngày của cuộc xung đột này rồi. Họ không cục ngã, họ không đầu hàng, họ không mất đi đất nước của mình. Đây là chiến công của những chiến binh của chúng ta và toàn thể người dân Ukraine, hàng triệu công dân của chúng ta. Ông cũng thành thật nói đến các vấn đề nội bộ. Từ việc ông tự lưu dụng ở ghế Tổng thống sau khi hết nhiệm kỳ ngày 21 tháng 5 năm nay, chúng ta đều biết rằng hiến pháp và luật pháp của Ukraine sẽ không cho phép bầu cử trong thời chiến và không ai trên thế giới này yêu cầu hoặc đang yêu cầu điều này từ Ukraine. Nhưng ở đây tại Ukraine, có một số người quá khao khát quyền lực đến nỗi họ muốn chiến đấu trong nhà nước của chúng ta hơn là vì lợi ích của nhà nước chúng ta. Họ muốn các cuộc tranh chấp chính trị trong chiến hào, giống như trong các trường quay truyền hình. Điều này là thảm họa đối với Ukraine. Có thể ngờ rằng ông đang bị thôi thúc bởi sự ép chính trị trong nước và tương lai gần Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Có thể trong góc nhìn đó, chính quyền Biden nay thảo khoán việc cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine, phòng khi đồng minh này phải bơ vơ sau 2 tháng nữa ít nhất cũng giao chắn được phần nào biên giới. Bởi thế, ông Zelensky hé lộ tương lai gần. Chúng tôi đang lên kế hoạch thực hiện các biện pháp rất cụ thể để ổn định mặt trận, tiến hành các hoạt động cần thiết của lực lượng phòng vệ và an ninh Ukraine tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine và tại Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự. Trong khi đó, Nga mới đây đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn thực chiến, đánh dấu đà tấn công đáng kể trong chiến thuật quân sự. Trước việc Nga tuyên bố tấn công Ukraine bằng tên lửa siêu vật âm không thể cản phá, Kyiv đã kêu gọi đồng minh viện trợ thêm hệ thống phòng không mới để ngăn cản mối đe dọa này. Để đáp trả việc Nga sử dụng tên lửa Oresnik mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này tổ chức các cuộc họp với các đồng minh của Kyiv để có được các hệ thống phòng không có thể bảo vệ tính mạng người dân khỏi những rủi ro mới. Theo chỉ thị của tôi, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine đã tổ chức các cuộc họp với các đối tác của chúng tôi về các hệ thống phòng không mới, loại hệ thống có thể bảo vệ tính mạng con người khỏi những rủi ro mới. Trước đó, Interfax Ukraine trích dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Ukraine đang hợp tác với các đối tác Mỹ để có được hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD hoặc hệ thống Patriot nâng cấp sau cuộc tấn công của Nga bằng loại tên lửa mới. Ngoài ra, nguồn tin nói rằng số lượng tên lửa Oresnik của Nga hiện rất hạn chế, đồng thời Kiev tin rằng mục tiêu của Nga là nhằm sử dụng đòn tâm lý chiến với người Ukraine. Các vũ khí này vượt trội hơn tên lửa thông thường về mọi mặt, về độ cao và tốc độ, nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết. Moscow đã bắn quả tên lửa đạn đạo phi hạt nhân siêu âm tầm trung Oretnik để tập kích vào một cơ sở tên lửa và quốc phòng ở thành phố Dnipro, Ukraine. TASS dẫn lời tướng chỉ huy lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakiev khẳng định tên lửa thế hệ mới Onepnik được sản xuất theo công nghệ hiện đại. Cụ thể, phát biểu trong cuộc họp giữa Tổng thống Vladimir Putin và giới lãnh đạo quốc phòng, ông khẳng định, hệ thống tên lửa siêu vượt tầm trung Oretnik có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu biệt lập, được bảo vệ cao dựa trên nhiệm vụ và tầm bắn tên lửa này có thể tấn công các mục tiêu trên toàn châu âu khiến nó khác biệt so với các loại vũ khí tầm xa có độ chính xác cao khác bbc dẫn nhận định của các chuyên gia cho rằng tên lửa oretnik có tầm bắn khoảng ba đến năm km với tầm bắn như vậy oretnik có thể vươn đến hầu hết châu âu nhưng chưa thể tới mỹ trong khi đó, báo Le Monde dẫn lời một quan chức quân đội cấp cao của lực lượng không quân và vũ trụ Pháp cho rằng các hệ thống phòng không của phương Tây có khả năng phát hiện vụ phóng tên lửa đàn đạo tầm trung của Nga nhưng khó có thể bắn hạ tên lửa nguồn tin cho biết, một khi tên lửa phóng đi, đối phương khó phát hiện liệu tên lửa có được trang bị đầu đạn hạt nhân hay không. Mỹ trước đó bày tỏ lo ngại về tên lửa siêu thanh mới của Nga, trong khi Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine HUR vừa công bố phân tích nói rằng tên lửa Moscow dùng để tấn công Pro sử dụng cơ chế đầu đạn mẹ con với tổng số lên đến 36 đầu đạn. HUR nói và nhấn mạnh, thời gian bay của tên lửa Nga từ lúc phóng ở khu vực Ashakhan đến khi chạm đích tại thành phố Pro mất khoảng 15 phút. Tên lửa mới của Nga được trang bị 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn lại chứa 6 đầu đạn con. Đây là lần đầu tiên tên lửa này được đưa vào thực chiến. Ông Putin khẳng định Oretnik là một trong những tiến bộ quân sự mới nhất của Nga, không phải là sự hiện đại hóa vũ khí cũ của Liên Xô. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, chưa có ai trên thế giới có loại vũ khí như vậy. Các quốc gia khác đang nghiên cứu những phát triển tương tự, nhưng họ sẽ không có hệ thống này trong ít nhất một hoặc 2 năm nữa. Chúng ta đã có nó ngày hôm nay. Đây là một lợi thế quan trọng. Trả lời phỏng vấn báo Al Arabia, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định việc sử dụng tên lửa Oreknik làm thay đổi cục diện xung đột Ukraine. Theo nguồn tin quân sự Pháp, việc Nga sử dụng tên lửa tầm trung Oreknik gần đây nên được đặt trong những bối cảnh có thể diễn ra cuộc đàm phán liên quan đến cuộc xung đột Ukraine do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump trung gian trong thời gian tới. Nguồn tin phân tích, Nga muốn ở vị thế mạnh. Cách đây không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết có khoảng 700.000 binh sĩ Nga đã tham gia xung đột ở Ukraine. Con số đã tăng gần 100.000 người từ tháng 12 năm 2023. Thời điểm đó, số binh sĩ tham gia được ước tính là khoảng 617.000 người. Thông tin trên được Tổng thống Nga Putin đưa ra trong cuộc gặp với các cựu binh tham gia hoạt động quân sự. Những người này đã tham gia một hoạt động chương trình giáo dục chuyên biệt do nhà nước hỗ trợ nhằm đào tạo các nhân viên công vụ. Tuy nhiên, theo tình báo Ukraine, khoảng 580.000 binh sĩ Nga tham gia vào cuộc xung đột kéo dài gần 3 năm qua với Ukraine. Interfax dẫn lời Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR Vadim Skibitsky cho biết, trong số khoảng 580.000 binh sĩ Nga tham gia cuộc xung đột với Ukraine, 60.000 binh sĩ đang chiến đấu tại tỉnh biên giới Kursk và 35.000 binh sĩ tại các vùng lãnh thổ mà quân đội Nga kiểm soát ở Ukraine. Nga đang tìm cách tăng số lượng binh sĩ tham gia xung đột với Ukraine. Chính phủ Nga gần đây đã miễn trừ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nếu họ gia nhập quân đội Nga và đưa ra các phần thưởng tài chính bổ sung cho việc phục vụ theo hợp đồng để tăng thêm nhân lực bất chấp thương vong ngày càng tăng, lực lượng Nga đã tiếp tục tấn công vào miền đông Ukraine, tập trung vào các thành phố Pokrov và Torres ở tỉnh Donetsk. Đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga đã tự nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đầu năm. Moscow đã nhiều lần nói rằng quân đội Nga có nguồn tân binh ổn định, sẵn sàng ký hợp đồng với Bộ. Nga cũng bác bỏ nhận định của Ukraine và phương Tây về khả năng tổng động viên. Nga tiến hành huy động lực lượng một phần hồi tháng 9 năm 2022, chủ yếu là những người có kinh nghiệm quân sự trước đây, được gọi là đi nhiệm vụ. Sau đó, việc huy động lực lượng tiếp tục được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Về phía Ukraine, quân đội đất này đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cả về nhân lực lẫn vũ khí trước một lực lượng Nga dồi dào. Vào tháng 4, Kiev đã thông qua luật mới hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 số 25, mở rộng quyền hạn của binh sĩ nhập ngũ và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc đối với những người trốn nghĩa vụ. Hồi tháng 5, một đạo luật cũng được thông qua cho phép một số tù nhân gia nhập quân đội. Mới đây, thống đốc khu vực Kursk của Nga Alexei Semenov cho biết Ukraine đã trả 46 công dân Nga bị lực lượng nước này bắt giữ khi xâm nhập vào Nga hồi tháng 8 năm 2024. Quyết định trao trả diễn ra sau các cuộc đàm phán đầy khó khăn và kéo dài giữa Nga, Ukraine, Belarus và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Song cuối cùng cũng đã mang lại kết quả. 46 người dân quận Suha, dọc khu vực đông bắc Ukraine đã trở về Nga, qua Belarus sau một thời gian bị tạm giữ ở Ukraine. Trong số 46 người, có 12 trẻ em được đưa trở về Belarus và nhận được mọi trợ cấp cần thiết. Đến nay, có ít nhất 122.000 cư dân Nga ở Kursk đã phải sơ tán khi lực lượng Ukraine xâm nhập và tấn công. Hiện vẫn còn một lượng binh sĩ của Ukraine ở khu vực này. Trước đó, hồi tháng 8, Nga công bố đoạn video quân đội Ukraine bắt giữ thường dân. Đoạn phim cho thấy các chiến binh Ukraine có vũ trang, hộ tống những người đàn ông Nga. Một số người trong số họ bị đánh đập, bịt mắt và trói tay, từ nhà riêng và cưng ép họ vào một chiếc xe tải. Họ được cho là thường dân bị bắt giữ ở làng Gucharyovka, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 8 km. Trong quá trình thẩm vấn, những tù binh Ukraine bị bắt giữ được yêu cầu trình bày chi tiết về đoạn phim và giải thích họ đang chở ai lên xe và tại sao. Một trong những tù binh tuyên bố rằng những người đàn ông này là lính nghĩa vụ Nga bị binh sĩ Ukraine bắt giữ. Nhưng thừa nhận rằng ít nhất 3 người trong số họ thực sự là thường dân đang đến thăm ai đó. Một tù binh Ukraine khẳng định đơn vị của họ chỉ có nhiệm vụ đi bắt giữ người dân và giao cho quân cảnh. Người này cho hay họ không biết tại sao dân thường lại bị bắt. Nhắc lại rằng, nhiệm vụ của họ chỉ là vận chuyển họ. Các tù binh Ukraine cho biết họ đã phục vụ trong quân đội từ mùa xuân năm ngoái với tư cách là trinh sát, mặc dù không thuộc lĩnh vực chuyên môn của họ. Một tù binh thừa nhận đã được huấn luyện ở Đức, trong khi một người khác khẳng định anh ta chỉ được huấn luyện quân sự cơ bản. Đoạn video thẩm vấn do Thiếu tướng Apti Alodinos, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat từ Cộng hòa Chechnya của Nga thực hiện, đã được đăng trên Telegram. Theo giới chức ở Kiev, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực biên giới Nga nhằm mục đích chuyển hướng lực lượng của Moscow khỏi mặt trận phía đông, gây tổn thất tối đa, làm mất ổn định tình hình ở Nga và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải tham gia vào một tiến trình đàm phán công bằng. Hãng tin CNN cho biết, tại thời điểm nơi đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung Oresnik được quân đội Nga sử dụng trong cuộc tấn công mục tiêu trên đất Ukraine rơi xuống, đã tìm thấy các bộ phận được sản xuất dành cho tên lửa Bulava một sản phẩm được phát triển bắt đầu từ những năm 1990. Tờ CNN sau đó trích dẫn nguồn tin Ukraine đã đăng tải đoạn video kèm một số bức ảnh về những mảnh tên lửa được đại diện lực lượng an ninh địa phương cung cấp. Trên một trong các bộ phận của tên lửa có thể nhìn thấy hai hàng dấu hiệu đặc trưng của các bộ phận được sản xuất trong khuôn khổ dự án RSM-56 Bulava. Quá trình chế tạo hàng loạt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm này bắt đầu vào cuối những năm 2000. Thực tế trên cho thấy khả năng Oresnik sử dụng các bộ phận được tiêu chuẩn hóa trong bulava các chuyên gia lưu ý rằng việc kết hợp công nghệ mới và cũ như vậy không phải là hiếm đối với những hệ thống vũ khí của nga bởi vì điều này giúp giảm thời gian cũng như chi phí phát triển sản phẩm mới bên cạnh đó một số chuyên gia nhận định vụ tấn công bằng tên lửa orestnik có ý nghĩa biểu tượng quan trọng nhất là sau khi nga sửa đổi học thuyết hạt nhân trong động thái được xem là hạ thấp ngưỡng sử dụng loại vũ khí này theo họ vụ tấn công là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng Nga hiện có kho vũ khí đa dạng hơn với các loại tên lửa lớn hơn và khác biệt, đồng thời sẵn sàng phát triển thêm. Bà Carolina Hurt, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISWK có trụ sở tại Mỹ, nói với tờ The Washington Post rằng động cơ của Nga cho vụ tấn công tên lửa này không chỉ giới hạn trên chiến trường, mà còn nhằm tạo ra các hiệu ứng thông tin để tác động đến những người ra quyết định ở phương Tây và Ukraine. Vụ tấn công trên diễn ra hai ngày sau khi lực lượng Ukraine lần đầu tiên bắn tên lửa chiến thuật lục quân atak -MS do Mỹ sản xuất vào Nga. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine còn sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất, một loại vũ khí mạnh mẽ khác có khả năng tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Tờ New York Times vừa qua cho biết, các quan chức Mỹ và châu Âu đang thảo luận về khả năng gian đe như một sự đảm bảo an ninh có thể có cho Ukraine. Chẳng hạn như dự trữ một kho vũ khí thông thường đủ để tiến hành một cuộc tấn công trừng phạt nếu Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài ra, theo New York Times, một số quan chức thậm chí còn gợi ý rằng Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có thể trả lại vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Ukraine đã bị loại bỏ sau khi Liên Xô sụp đổ như một biện pháp gian đe. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tối ngày 21 tháng 11 xác nhận trên truyền hình quốc gia rằng Moscow đã phóng tên lửa thế hệ mới Oresnik vào thành phố Dnipro của Ukraine để đáp trả việc kỳ ép tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa phương Tây. Ông Putin khẳng định Ukraine không có cách nào để đánh chặn tên lửa thế hệ mới này của Nga khi nó có tốc độ di chuyển nhanh gấp 10 lần âm thanh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Chống phổ biến vũ khí, một tên lửa tầm trung có thể có tầm bắn từ 1.000 km đến 3.000 km. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo chính sách khiêu khích của phương Tây có thể dẫn đến hậu quả lớn trong trường hợp gia tăng hơn nữa. Dmitry Sutslov, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Âu và quốc tế tại trường kinh tế cao cấp, cho biết tuyên bố của Tổng thống Putin đã chứng minh sự vô ích của các nước phương Tây khi hy vọng Nga sẽ chuẩn bước. Ông Sutslov chỉ ra một thông điệp quan trọng trong bài phát biểu của Tổng thống Putin. Nga tin chắc rằng phương Tây đã chuyển từ giao tranh ủy nhiệm sang giao tranh trực tiếp và các bên đã ở trong tình trạng xung đột toàn cầu. Ông Suslov giải thích rằng tầm bắn của tên lửa mới cho phép chúng tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào ở châu Âu. Andrei Katapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng của Duma, quốc gia Hạ viện Nga, cho rằng phương Tây nên sợ hãi và run rẩy sau tuyên bố của Tổng thống Putin về việc Nga sẽ sử dụng tên lửa mới nhất. Fabian Renhoffman, chuyên gia về vũ khí tại Đại học Oslo cho biết, theo quan điểm của Nga, điều mà họ muốn nói với chúng ta là Hãy xem, cuộc tấn công đêm qua không phải là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Nhưng nếu các ông tiếp tục hành động, cuộc tấn công tiếp theo có thể sẽ là đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Theo tạp chí Forum của Brazil, việc Nga sử dụng tên lửa Oryznik cho kế hoạch quân sự ở Ukraine đã gửi một tín hiệu rõ ràng từ các quốc gia NATO rằng quân đội Nga có thể tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự nào của NATO ở bất kỳ khoảng cách nào. Forum cho rằng động thái này cũng làm thức tỉnh Ba Lan vì sau khi Ba Lan đưa ra ý tưởng về việc thiết lập vùng cấm bay trên không phận Ukraine, cho phép nước này bắn hạ tên lửa của Nga. Ông Putin đã giơ thẻ đỏ cho những ai tìm cách gia tăng xung đột. Chuyên gia Bulgarin, Bojan Chukov nhận định. Theo điện Kremlin, Moscow đã cảnh báo Washington về cuộc tấn công sắp xảy ra trước 30 phút thông qua đường dây liên lạc để giảm thiểu rủi ro xung đột hạt nhân chiến thuật. Tuy nhiên, ông Kravivnik cho biết, mặc dù Mỹ rõ ràng đã chuyển thông báo cho chính quyền Ukraine nhưng ép vẫn không biết điều gì sắp xảy ra hoặc loại vũ khí nào đã tấn công họ. Vừa qua, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo không mang đầu đạn hạt nhân nhằm vào một khu công nghiệp quốc phòng tại thành phố Dnipro, miền đông Ukraine. Ban đầu, bị xác định nhầm là một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Vũ khí bí ẩn này thực ra là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung xa IRBM, lần đầu được Nga sử dụng cho cuộc xung đột tại Ukraine. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa này có tên gọi là Oretnik, nghĩa là cây phỉ trong tiếng Nga. Theo truyền thống đặt tên cho các loại tên lửa đạn đạo theo loài cây. Ban đầu, Kiev xác định tên lửa này là tên lửa đạn đạo bay xuyên lục địa ICBM, dựa trên tốc độ và quỹ đạo của nó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tên lửa mới của Nga mang đầy đủ các đặc điểm như tốc độ, độ cao đều phù hợp là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Các quan chức Mỹ đã phản đối tuyên bố của Ukraine xác định tên lửa đài là IRBM tầm trung, có khả năng siêu thanh. Lầu Năm Góc cho biết đó là tên lửa đạn đạo di động RS-26 Rubes với tài trọng MIRV mang theo 6 đầu đạn thông thường. Cả tên lửa siêu thanh và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM đều là công nghệ quân sự tiên tiến, nhưng chúng được thiết kế cho các mục đích khác nhau và hoạt động bằng các cơ chế riêng biệt. Tên lửa siêu thanh được biết đến với tốc độ đặc biệt, di chuyển với tốc độ trên mắt 5, gấp 5 lần tốc độ âm thanh và khả năng cơ động giữa chuyến bay khiến chúng cực kỳ khó bị phát hiện và đánh chặn. ICBM đã được tốc độ tương tự nhưng theo quỹ đạo đạn cong cao với khả năng cơ động hạn chế trong quá trình hạ xuống. Khi nó đến tải trọng, ICBM chủ yếu được sử dụng để đưa đầu đạn hạt nhân qua khoảng cách liên lục địa lớn. Nhiều tên lửa được trang bị nhiều phương tiện tái nhập mục tiêu độc lập, MIRV, cho biết một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Mặt khác, tên lửa siêu thanh thường được triển khai để tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân chiến thuật các chuyên gia chỉ ra tầm bắn là một yếu tố khác biệt chính trong các cuộc thử nghiệm gần đây. ICBM được thiết kế để có thể vươn tới toàn cầu. Với tầm bắn vượt 5.500 km, ngược lại IRBM như loại được Nga thử nghiệm có tầm bắn ngắn hơn từ 1.800 đến 5.500 km, giới hạn việc sử dụng chúng ở các mục tiêu khu vực. Mới đây, những người dân Ukraine đã kể lại khoảnh khắc họ chứng kiến tên lửa không thể ngăn chặn của Nga ập tới. Bởi gì, một người dân cho biết Cuộc tấn công bằng tên lửa Nga vào thành phố Dnipro của Ukraine vừa qua không giống với bất kỳ cuộc tấn công nào mà Billy từng chứng kiến trước đây trong gần 3 năm xảy ra xung đột. Cư dân Dnipro 41 tuổi này nói với Newsweek, "Vài giờ sau vụ tấn công rằng có nhiều tiếng sấm rền, chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra." Khi Billy và gia đình thức dậy vào khoảng 5 giờ sáng vì những âm thanh mà người dân địa phương gọi là tiếng bay đến hoặc tiếng tên lửa do Nga phóng tới đánh trúng mục tiêu cách nhà ông gần 10 km. Billy nói: có những tia sáng lóe lên, không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy trước đây, rất ôn và có khoảng 30 vụ nổ. Cư dân này nói, mọi người luôn sợ hãi khi có thứ gì đó phát nổ, nhưng chúng tôi đã quen với việc này. Đây là một thứ gì đó rất khác biệt, nó giống như nhiều vụ nổ được dồn lại trong khoảng thời gian ngắn chỉ vài giây. Có những vụ nổ sau đó là một khoảng rừng, và sau đó là nhiều vụ nổ hơn. Các tên lửa trông khác nhau, chúng giống như một phần của luật phóng đồng bộ. Nó có thể là một tên lửa tách thành nhiều phần trên không, cựu thứ trưởng nội vụ Ukraine Anton Kerashenko cũng đã đăng loạt video trích xuất từ máy quay an ninh tại thành phố Dnipro, ghi lại đợt tập kích của Nga nhằm vào đô thị này dạng sáng cùng ngày. Trong video, hàng loạt vệt sáng liên tiếp lao xuống đất với tốc độ cao trước khi những tiếng nổ lớn phát đến. Ông Kerashenko cho hay, 6 đầu đạn của tên lửa đa đạo xuyên lục địa ICBM Nga đã đánh trúng thành phố, đánh dấu lần đầu loại vũ khí này thực chiến trong lịch sử thế giới. Hải quân Ukraine cho biết, số lượng tàu chiến Nga ở Biển Đen gia tăng đột biến có tới 28 tàu đồng loạt xuất hiện trong một ngày. Sáu trong số đó có nhiều tàu chiến được trang bị tên lửa hành trình Kalib. Kalib là một tổ hợp tên lửa hành trình đa năng của Nga do phòng thiết kế Novatop. OKB-8 phát triển được thiết kế để sử dụng nhiều đầu đạn khác nhau, cho phép tiêu diệt nhiều loại mục tiêu trên không, đất liền và trên biển. Hiện, Kalib đang được coi là một trong nhiều vũ khí chủ lực của Nga với tầm bắn đột phá 1.500 km đến 2.500 km. Tên lửa có thể mang đầu đạn với chất nổ khoảng 400 đến 500 kg ở tốc độ map 3, đủ sức phá hủy các căn cứ kiên cố của đối phương. Khalif được trang bị hệ thống định vị bằng vệ tinh Glonass và dẫn đường quán tính. Cùng đầu dò radar ARGS-14E có tầm hoạt động 20 km để bám bắt các mục tiêu có độ phản xạ radar lớn. Được biết, đầu đạn tên lửa dạng radar chủ động cho phép tên lửa có thể tấn công chính xác mục tiêu dù GPS bị gây nhiễu. Ngoài ra, ở khu vực biển địa Trung Hải, Ukraine cũng ghi nhận sự xuất hiện của hai tàu chiến Nga. Một trong số đó là tàu trang bị tên lửa hành trình Kalibr có khả năng phóng đồng loạt 16 tên lửa. Các nhà quan sát quân sự lưu ý rằng, việc quân đội Nga tăng cường sự hiện diện của tàu tên lửa trên biển cho thấy đây có thể là tín hiệu mạnh mẽ về mối đe dọa ngày càng tăng từ các vụ tấn công tên lửa trong khu vực. Được biết, Nga đã thực hiện các cuộc tiến công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine lực lượng giám sát trên không của không quân Ukraine đã phát hiện và theo dõi 210 mục tiêu do Nga phóng đi. Trong đó bao gồm 120 tên lửa và 90 máy bay không người lái các loại. Cụ thể có một tên lửa chống hạm siêu thanh 3M22 Zircon, 8 tên lửa đạn đạo không đối đất KH-47M2 Kinhas, 101 tên lửa hành trình KH-101 Kalib, một tên lửa đạn đạo Iskander-M, 4 tên lửa hành trình chống Zada KH-22 KH-31P, và 5 tên lửa không đối đất KH-5969. Hình ảnh vệ tinh của tổ chức Open Source Center OSC có trụ sở tại Anh và đài BBC mới đây công bố cho thấy lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Triều Tiên vượt quá giới hạn cho phép của Liên Hợp Quốc, tổ chức hiện gồm 193 thành viên. Theo hãng tin Reuters, các tàu chở dầu của Triều Tiên đã thực hiện hơn 40 chuyến đi đến cảng Vostokny thuộc vùng viễn Đông Nga kể từ tháng 3. Các chuyên gia của tổ chức Open Source Center OSC có trụ sở tại Anh và đài BBC dự đoán Bình Nhưỡng có thể đã nhận hơn 1 triệu thùng dầu từ Nga trong vòng 8 tháng qua. Theo họ, đây chính là hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Theo các hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lên chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, Bình Nhưỡng chỉ được phép nhập khẩu 500.000 thùng sản phẩm dầu mỏ tinh chế mỗi năm. Đỉnh điểm, hồi đầu năm 2024, Mỹ và Hàn Quốc đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới nhằm ngăn chặn Triều Tiên mua dầu trái phép. OSC và BBC cho biết trong một bài đăng, hàng chục hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao, các dữ liệu AIS, hệ thống thông tin nhận dạng tự động cho tàu thuyền, Cùng những hình ảnh do các phái đoàn tuần tra hàng hải có nhiệm vụ giám sát các hoạt động vi phạm lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp lên Triều Tiên cho thấy các tàu chở dầu của Bình Nhưỡng liên tục chất thêm hàng tại một kho dầu ở cảng Vostokny của Nga. Cùng với tình hình hiện tại, Alexandra Bell, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí, gian đề và ổn định cho biết, Mỹ nghi ngờ rằng Triều Tiên đã chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân chiến thuật và đang chờ đợi mối quyết định chính trị để tiến hành. Bà cảnh báo rằng vụ thử hạt nhân này có thể dẫn tới sự căng thẳng nghiêm trọng trong khu vực. Bà đồng thời nhắc lại cam kết an ninh sát đá của Mỹ với Hàn Quốc và mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bà cảnh báo Mỹ đánh giá rằng Triều Tiên đã chuẩn bị bãi thử Punggye-ri cho vụ thử hạt nhân thứ bảy, chỉ chờ quyết định chính trị để tiến hành. Một cuộc thử nghiệm như vậy sẽ gây ra sự căng thẳng nghiêm trọng trong khu vực và gây ra rủi ro an ninh cho toàn thế giới. Trong khi trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tiếng cáo buộc Mỹ gia tăng căng thẳng và khiêu khích. Ông cũng cảnh báo rằng bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ phải đối mặt với nguy hiểm chiến tranh hạt nhân như hiện nay. Ông Kim Jong-un trong bài phát biểu tại một cuộc triển lãm quân sự ở Triều Tiên cho biết, kinh nghiệm đàm phán với Mỹ cho thấy nước này luôn áp dụng các chính sách thách thức đối với Bình Nhưỡng và điều này không bao giờ có thể thay đổi. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA Đời tin triển lãm phát triển quốc phòng quốc gia 2024 đã khai mạc tại Bình Nhưỡng để giới thiệu sức mạnh gia tăng và bước tiến lớn của đất nước. KCNA cho biết, triển lãm quy tụ những sản phẩm quốc phòng mới nhất, gồm các vũ khí chiến lược và chiến thuật được cập nhật và phát triển để phù hợp với tình hình hiện đại. Sự kiện tiếp nối triển lãm vũ khí 2023 mà Triều Tiên tổ chức vào tháng 7 năm ngoái. Với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thời điểm đó, nhân dịp tròn 70 năm ngày ký kế kết hiệp định đình chiến trên bán đảo Triều Tiên. Theo những bức ảnh được KCNA đăng tải, triển lãm năm nay giới thiệu nhiều loại vũ khí, từ súng trường và xe tăng đến tên lửa để phóng vệ tinh trinh sát. Tên lửa Cholima-1 được sử dụng để phóng vệ tinh do thám Maligion-1 lên quỹ đạo vào tháng 11 năm ngoái. Hai ICBM nhiên liệu rắn mới nhất gồm Hoang sông 19 được thực nghiệm lần đầu tiên vào tháng trước và Hoang sông 18 công bố năm ngoái cũng được trưng bày tại triển lãm năm nay. Cùng với các tên lửa nhiên liệu rắn khác bao gồm tên lửa siêu thanh tầm trung Hoang sông 16, Triển lãm còn có dòng máy bay không người lái tự sát mà Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un gần đây chỉ đạo sản xuất hàng loạt. Mỗi bức ảnh cho thấy ít nhất 6 loại máy bay không người lái cỡ nhỏ được đưa đến triển lãm. Ngoài ra, còn có một bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm. Tuần trước, cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang mở rộng xuất khẩu vũ khí sang Nga. Trong đó có bệ phóng tên lửa đa nòng 240mm và các loại pháo tầm xa khác. Theo John Hap, không có hệ thống vũ khí mới nào xuất hiện ở triển lãm, nhưng các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên có thể đang gửi tín hiệu ra thế giới thông qua triển lãm lần này, rằng những vũ khí này có thể được cung cấp cho Nga bất cứ lúc nào. Theo các chuyên gia, điều này cũng có thể báo hiệu ý định của Bình Nhưỡng là phá vỡ mọi triển vọng đối thoại với chính quyền Donald Trump sắp tới bằng cách chứng minh tuyên bố tăng cường năng lực phòng thủ của mình. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cáo buộc Mỹ cố tình gia tăng căng thẳng và có những hành động thiếu thiện trí, theo ông Kim Chang ân bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ phải đối mặt với nguy cơ xung đột như hiện nay. Ông Kim Jong-un nhớ lại, các cuộc đàm phán trước đó với Washington chỉ càng cho thấy chính sách hiếu chiến và thù địch rõ ràng chống lại Bình Nhưỡng của Mỹ. Lực lượng Houthi tuyên bố tiến hành tập kích thành công căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel bằng một tên lửa siêu vật âm. Ông Yahya Sare, phát ngôn viên Houthi cho biết, đơn vị tên lửa của họ triển khai hoạt động quân sự nhằm vào căn cứ không quân Nevatim ở vùng Negev Ông Sade tuyên bố, chúng tôi đã phóng tên lửa siêu vật âm Palestine 2, chiến dịch thành công và đạt được toàn bộ mục tiêu. Song công đeo cụ thể mục tiêu và thiệt hại mà Israel hứng chịu trong đợt cập kích. Ông cho biết đây là hành động nhằm bày tỏ ủng hộ với người dân Palestine và Liban, đồng thời cảnh báo Houthi sẽ tiếp tục tập kích Israel tới khi nước này chấm dứt hành động gây hấn, dỡ bỏ lệnh phong tỏa giải Gaza và ngừng tấn công vào Liban. Israel chưa bình luận về tuyên bố trên của Houthi. Đây là lần thứ hai trong tháng lực lượng Houthi thông báo tấn công căn cứ không quân Nevatim Lần tập kích trước diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Theo truyền thông khu vực, Nevatim là một trong những căn cứ không quân lớn nhất của Israel và là nơi đóng quân của ba phi đoàn tiêm kích tàng hình F-35I do Mỹ sản xuất. Căn cứ này từng là mục tiêu bị Iran tập kích đêm 1 tháng 10, nhưng chưa rõ mức độ thiệt hại. Trong khi đó, tên lửa Palestine 2 được Houthi mô tả là tên lửa siêu vật âm có khả năng đạt tốc độ tối đa Mach 16, tức là gấp 16 lần vận tốc âm thanh, 19.755 km/h. Tên lửa sử dụng nguyên liệu rắn và thiết kế hai tầng đẩy có thể vượt tới mục tiêu ở khoảng cách 2.150 km. Đây là vũ khí được xếp vào loại siêu âm khi nó đạt vận tốc lớn hơn mặt năm. Hầu hết đầu đạn trên tên lửa đạn đạo đạt vận tốc lớn hơn mắt năm khi hồi quyền, nhưng các cường quốc ít khi xếp chúng vào nhóm vũ khí siêu vật âm nếu đầu đạn không có khả năng cơ động linh hoạt trước khi đánh vào mục tiêu. Hầu thi từng phóng tên lửa Palestine 2 vào miền trung Israel hồi tháng 6, tuyên bố quả đạn vượt qua quãng đường 2.040 km trong 11 phút rưỡi, từ đương tốc độ trung bình 10.645 km/h. Tuy nhiên, Israel khi đó bác bỏ khả năng Houthi sở hữu hoặc sử dụng tên lửa siêu vật âm. Lực lượng Houthi cũng bắt đầu tập kích Israel và tàu chở hàng mà họ cho là có liên hệ với nước này đi qua biển đỏ từ cuối năm ngoái. Chính quyền Italia cáo buộc nhóm vũ trang Hezbollah đã tấn công các binh sĩ nước này đang tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Liban. Trang An Arabia dẫn lời Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết, bốn binh sĩ nước này tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Unifil, ở Liban, gần đây đã bị thương trong một vụ tấn công tên lửa mà điều tra ban đầu cho thấy Hezbollah thực hiện vụ việc trên. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni trong một thông cáo sau đó tuyên bố những cuộc tấn công nhằm vào Unifil là điều không thể chấp nhận. Bà Meloni nói: "Tôi phẫn nộ và quan ngại sâu sắc về các cuộc tấn công nhằm vào trụ sở Unifil của binh sĩ Italia ở miền Nam Liban. Những hành động đó là điều không thể chấp nhận được. Tôi kêu gọi các bên đảm bảo an toàn cho binh sĩ Unifil trên thực địa cũng như nhanh chóng xác định những đối tượng chịu trách nhiệm cho vụ việc trên." Theo Al Arabiya, đây là lần thứ hai trong ba ngày qua. Hezbollah bị tố tấn công Unifil. Trước đó, Bộ Quốc phòng Italia nói rằng Hezbollah đã phóng 8 tên lửa vào căn cứ Unifil ở làng Sama thuộc miền Nam Liban. Unifil được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tiến đánh Liban để trả đũa vụ tấn công của các tay súng Palestine. Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua tháng 8 năm 2006 ra cho Unifil và quân đội Liban nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel sau cuộc chiến kéo dài gần một tháng. Unifin có khoảng 9.300 quân do 48 nước đóng góp. Italia là quốc gia châu Âu đóng góp quân nhiều nhất cho UNIFIL với khoảng 1.000 binh sĩ. Sau khi chiến sự Israel hebola gia tăng từ cuối tháng 9, vị trí của Unifin nhiều lần bị các bên tham chiến tấn công hoặc xâm phạm. Andrea Tenenti, phát ngôn viên UNIFIL đã lên án những hành động này và cho biết hơn 20 lính gìn giữ hòa bình bị thương sau hơn một năm xung đột giữa Israel và Hebola. Ở diễn biến đáng chú ý, thời báo Israel dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên nói rằng lực lượng phòng vệ Israel IDF trong một cuộc không kích ở Syria gần đây đã tiêu diệt chỉ huy cấp cao Hezbollah từng lên kế hoạch tấn công lính Mỹ ở Iraq năm 2007. Quan chức Mỹ cho hay chỉ huy Hezbollah bị vô hiệu hóa, tên là Ali Musa Dagdert, người đóng vai trò quan trọng trong vụ tập kích trụ sở tỉnh Kabala ở Iraq năm 2007. Khi đó, một nhóm tay súng giả làm đội tác chiến an ninh Mỹ đột nhập vào trụ sở và xả súng khiến năm lính Mỹ thiệt mạng. Dù Dagdert sau đó bị bắt giữ, nhưng sau khi Mỹ rút quân khỏi Iraq thì nhân vật này được thả tự do. Tuy nhiên, người này từ chối tiết lộ thời điểm IDF thực hiện vụ không kích nhằm vào chỉ huy Hezbollah Dark, Dark Hiện Hezbollah chưa bình luận về thông tin được Thời báo Israel trích dẫn. Theo Tasnim, ngày 22 tháng 11, lực lượng dân quân tình nguyện Basi thuộc quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã tiến hành giai đoạn cuối cùng của cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 2 ngày tại tỉnh Khuzetan ở phía tây nam nước này với sự tham gia của 60.000 binh sĩ thuộc 250 tiểu đoàn từ lực lượng Basi, ngày đầu tiên của cuộc tập trận đã được tổ chức trên khắp tỉnh Kuzestan từ ngày 21 tháng 11. Trong đó, các đơn vị khác nhau đã thực hiện các hoạt động phòng thủ chiến thuật, phòng thủ thụ động cũng như cứu hộ và cứu trợ. Ngày thứ hai của cuộc tập trận bắt đầu bằng một buổi lễ có sự tham dự của tầm tư lệnh IRGC Hossein Salami và các chỉ huy cấp cao khác của lực lượng này cũng như các quan chức của tỉnh Kuzestan. Theo báo cáo, IRGC cũng đã trưng bày một số thiết bị bay không người lái quân sự cũng như thiết bị phòng thủ trong cuộc tập trận này. Các cuộc tập trận được tổ chức hàng năm tại các khu vực khác nhau của Iran. Hồi tháng 10, Iran cũng đã khai mạc cuộc tập trận hải quân với Nga và Oman tại Ấn Độ Dương, trước khi Nga tham gia tập trận hải quân chung lần đầu tiên với Indonesia. Đài Press TV đưa tin, cuộc tập trận giữa Iran với Nga và Oman với 9 nước khác cử quan sát viên tham dự, bắt đầu tại Ấn Độ Dương cuộc tập trận imex 2024 nhằm tăng cường an ninh chung trong khu vực, mở rộng hợp tác đa phương và thể hiện ý chí, năng lực nhằm bảo vệ hòa bình, hữu nghị và an ninh hàng hải. Các bên tham gia thực hành những chiến thuật để đảm bảo an ninh thương mại hàng hải quốc tế, bảo vệ các tuyến đường hàng hải, tăng cường các biện pháp nhân đạo và trao đổi thông tin về các hoạt động cứu hộ và cứu trợ theo bản tin. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực khi cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở giải Gaza đang diễn ra dữ dội và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen trả đũa bằng cách tấn công các tàu ở Biển Đỏ. Theo Reuters, để ứng phó với các thẳng khu vực với Mỹ, Iran đã tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc. Vào tháng 3, Iran, Trung Quốc và Nga tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung lần thứ năm tại Vịnh Oman. Các quốc gia quan sát cuộc tập trận hiện tại bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Thái Lan. Tòa án hình sự quốc tế ICC vừa qua đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Galang với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm cả Gaza. Lệnh bắt giữ này đánh dấu bước phát triển quan trọng cho nỗ lực buộc Israel phải chịu trách nhiệm về hành vi diệt chủng ở Gaza, hiện đã bước sang năm thứ hai và sự gia tăng bạo lực ở bờ Tây bị chếm đóng. Một số quốc gia phương Tây đã cam kết thực hiện lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu do Tòa án hình sự quốc tế ICC ban hành. Ngoài ra, tòa án ICC còn bài hành lệnh bắt giữ chỉ huy Hamas, Ibrahim al-Masri. Israel tuyên bố rằng ông al-Masri đã thiệt mạng. Quyết định này đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều ở phương Tây. Một số quốc gia nhấn mạnh sự tôn trọng của họ đối với sự độc lập của tòa án, trong khi những quốc gia khác lên tiếng ủng hộ Israel. Hà Lan, Thụy Sĩ, Ireland, Ý, Thụy Điển, Bỉ và Na Uy đều tuyên bố họ sẽ thực hiện các cam kết và nghĩa vụ của mình theo quy chế Rome và luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nhấn mạnh rằng ICC đã sai khi xếp Netanyahu và Kalang ngang hàng với Hamas. Áo cũng cho biết sẽ tuân thủ quyết định này. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Strandlebeck cho biết thêm rằng lệnh bắt giữ này hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan Kaspar Velakam đã đảm bảo với Quốc hội nước này rằng chính quyền sẽ hành động theo lệnh bắt giữ và tránh tiếp xúc không cần thiết với những người được nêu tên. Ông Gatkwader, người đứng đầu đảng tự do của Hà Lan, một thành viên của Liên minh cầm quyền, đã lên án quyết định này, nói rằng chính quyền Israel đã phải đối mặt với lệnh bắt giữ thay vì nhận được sự thông cảm và hỗ trợ của quốc tế. Ngoài lệ đáng chú ý là Mỹ, quốc gia đã rút khỏi quy chế Rome năm 2002 và không có nghĩa vụ pháp lý phải hành động chống lại ông Netanyahu và ông Kalan. Tuy nhiên, ICC nhấn mạnh rằng, dù các quốc gia không phải thành viên không có nghĩa vụ pháp lý, họ vẫn được khuyến khích thực thi các lệnh bắt giữ vì tòa án không có cơ chế thực thi trực tiếp còn Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fayan đánh giá lệnh bắt giữ của ICC là một bước đi đầy hy vọng và cực kỳ quan trọng trong việc đưa các nhà chức trách Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ra trước công lý. Tại Pháp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Christopher Lehmann cho biết việc có khả năng hành động theo lệnh là một vấn đề pháp lý phức tạp, trong khi thừa nhận tầm quan trọng của việc hành động theo các điều lệ của ICC. Đồng thời, ông Lehmann từ chối nói liệu Pháp có bắt giữ ông Netanyahu hay ông Galang nếu họ đến nước này hay không. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lên án quyết định của ICC, nói với một đài phát thanh nhà nước rằng ông sẽ mời nhà lãnh đạo Israel đến Hungary. Israel được cho là có khả năng công nghệ để thực hiện cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran. Đồng thời Israel sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân chiến thuật. Ngoài ra, lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran chỉ có tác dụng gian đe, chứ không nhằm mục đích xóa bỏ dự án hạt nhân của Iran. Cách đây ít hôm, cổng thông tin Axios đưa tin Cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran diễn ra cuối tháng 10, phá hủy cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân chiến thuật tuyệt mật đang hoạt động của khu phức hợp quân sự Pachin và ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục nghiên cứu vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này. Cơ sở bị phá hủy là một phần của chương trình vũ khí hạt nhân chiến thuật Ahmad của Iran. Cùng thời điểm vụ tấn công ở khu phức hợp quân sự Pachin, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đã tới thăm các cơ sở hạt nhân tại Natanz và Fordow của Iran. Trong chuyến thăm, Ông được Ngoại trưởng Iran cam kết giải quyết các tranh chấp về chương trình hạt nhân, nhưng khẳng định Iran sẽ không khuất phục trước áp lực. Mối quan hệ giữa Tehran và IAEA đã trở nên căng thẳng vì việc Iran từ chối hợp tác với các thanh tra và không giải thích về dấu vết uranium tại các địa điểm không được khai báo. Song song với đó, cuối tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel cho biết việc tấn công mục tiêu quân sự ở Iran để đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 10 vào Israel. Truyền thông đưa tin cuộc tấn công của Israel vào Iran chỉ giới hạn ở nguồn lực quân sự và không nhắm vào cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ. Trong khi đó, giới chức Iran khẳng định nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran Abbas Arakchi đưa ra trong cuộc gặp với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi đang có chuyến công du đến Tehran. Ông Arakchi nhấn mạnh, Iran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân hòa bình của nước này dựa trên lợi ích quốc gia và quyền bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, Tehran sẽ không tham gia tiến trình đàm phán trong bối cảnh phải hứng chịu sức ép. Cũng trong tuyên bố, Ngoại trưởng Iran một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này với hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT mà Tehran phê chuẩn năm 1970. Hôm 17 tháng 11, quân đội Israel cũng đánh chiếm ngọn đồi chiến lược ở làng Chama, nằm tại miền nam Liban, cách biên giới Israel khoảng 5 km. Hãng thông tấn nhà nước National News Agency NNA cho biết, quân đội Israel sau đó bị đẩy lùi khỏi ngọn đồi.